Dạ thưa sư, con xin được bắt đầu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Bây giờ là thời điểm thích hợp để lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng trang nghiêm thân khẩu ý, hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư, con xin kính chào cô chú học viên trong room, con xin tụng kinh Tam Bảo. Sage kame charu be giri sikhara ta te chan ta li khe vi ma de de be ra te cha ga me ta ru na ga ha ne ge ha wa thum hi khe te phong ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me ra kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yang mu ni wa ra wa cha nang sa tha wo me so na Sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta thamma sawanakalo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami dutiyammi buddhang saranang gacchami dutiyammi dhammang saranang gacchami dutiyammi sanghang saranang gacchami tatiyammi buddhang saranang gacchami tatiyammi dhammang saranang gacchami tatiyammi sanghang saranang gacchami ete deso phagavā arahaṃ sammā sambuddho viccācarana sambandho sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi sattha deva manussa Sankhe yo kalito do so sa
nam nam kara nu pha we na han toan sa te upa pa we ane ka antara ya mi we na san toa se sa to sam bo the pan cha pan ya san cha cha tu we sa ti sa ha sa ke da sa sa ta sa ha sa ni na ma ni si ra sa ahang te sang tham man cha sang tham cha da re na na ma Kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Bali ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Ha Ya. Chào các tử. Dạ, con kính đến lễ sư ạ. À. Dạ, hôm nay chúng ta học bài số 6 hả?
Thầy số 6 phần còn lại đó là phần đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi, rồi sửa bài tập số 6. Bây giờ chúng ta xem phần trả lời câu hỏi. Rồi, đây là câu hỏi. Dùng có câu hỏi số 1 đó là gạch dưới các câu được sử dụng ở thì hiện tại trong đoạn văn. Trong đoạn văn. Câu này thì trong đoạn văn thì mình mới làm được. Thứ hai đó là gạch dưới các nhân xưng đại danh từ tác đã được sử dụng trong đoạn văn. Câu số 3 đó là câu số 3 thì chọn một động từ có hình thức giống như cha na tí và tập chia động từ đó. Câu này thì hôm trước mình vừa học nên mình đã thực tập rồi nên chúng ta bỏ qua phần này. Câu số 4 đó là tập ví một vài câu vali trong đó có sử dụng các nhân xưng đại danh từ đã được học. Để chúng ta tập viết ha, đi tập viết. Rồi như vậy câu 4 với câu 5 mình kết hợp chung đi. Hãy dùng các động từ pariganhati rồi olocheti, karoti, ugacheti để viết những câu vali theo thời hiện tại. Câu số 6 thì hãy dùng mẫu câu trong bài học để hỏi về chỗ ở của một người khác. Này thì trong mẫu câu bài học ha. Thì mình sẽ làm câu số 4 với lại câu số 5, tức là sử dụng các động từ này. Sử dụng các động từ này kết hợp với nhân xưng đại danh từ để mình viết thành câu ở thì hiện tại. Giờ ai biết được thì giơ tay lên để em biết ha, hoặc là biết xong mình post lên trên chat cũng được. Có động từ, còn nhớ nhân xưng đại danh từ không? Rồi mình sẽ viết vào ở trong đây ha, ở trong trang này. Chữ olo kê tí là nhìn, các ô tí là làm, u cách tí là mọc, mọc lên. Còn parigan ha tí, nếu mà parigan ha tí cái nghĩa thông thường của nó thì nó là cầm bẫy. Mà cái chữ này hôm trước thì nhớ như là parigan ha tí nó đi thêm với một cái chữ là chú ý đến hơi thở ra vào gì. Xem lại cái động từ. Giờ cái thứ nhất là mình coi có mình tập viết được câu nào, viết câu đó chứ gì. Thank you.
Từ này chắc mình biết thiếu một chữ R, một chữ chữ G ha. Như là trong đoạn văn cũng biết thiếu một chữ. Tại cái này văn bản nó khác nhau, chỗ nó biết một chữ với chỗ biết hai chữ. Nhưng mà chắc để chỉnh lại và thu hút chỗ biết thành hai chữ. Nên dịch nghĩa thông thường của nó, nghĩa thông dụng là cầm lấy ha. Cái nghĩa thông dụng đi, cho nên không phải dễ biết. Nãy giờ ta biết được câu gì chưa? Nay lớp học thăm mê gia ít quá là có mười mấy người ha. Dạ con xin viết câu à, tôi chú ý hơi thở ra vào của mình đó sư. Bá rít ganh ha tí. Biết tin nhắn hay sư pháp gì vậy? Con biết sợ các bạn phím của con bên này sao nó không có. Cái bàn phím này con, cái bàn phím của con nó bị đánh vào ly không được. Đọc đi sư biết. Alo, dạ, dạ con đọc xin. Dạ, á hằng. Má má. Cái gì? Má má xin. Má má là gì? Của mình á. Má má hả?
dùng á má, dùng Athano được không, không sư? Athano là cái người khác ta dùng cho cái ngôi thứ ba, dùng giống như là ngôi thứ ba vậy. Còn má này là mình nói cho mình tự nói thì sử dụng má, còn người khác mà người ta nói nha thì ta mới sử dụng chữ hát luôn. Dạ. Rồi có ai biết câu khác được? Anh con xin một đời. Bạch sư, con làm Bạch sư con đọc câu tôi nhìn ngắm mặt trời mọc. Dạ. Á hăng Suriya Ugachati Olokati. Có cái gì? Suriya Bạch sư. Dạ, phải chia nó mới được. Dạ. Suriya. Chia đi. Dạ con đang chia. Sư con có biết dạ. Câu để chị cung chát rồi đó sư thử. À, số đi dân á sư. Út gá chá tí. Gá chá tí đâu được. Không được hả sư? Mặt trời nó mọc quá sao? Mọc gì cái nào chủ từ? Dạ. Mặt trời hay là tôi chủ từ? Dạ mặt trời xin. Trời chủ từ gì đâu mặt trời. Bà sư để con viết lại rồi con đọc xin. Dạ, dạ bạch sư con có biết cái câu là á hăng suriyang urati ma disayang oloketi. Xem câu này. A hằng tu di giang prati ma di sa giang uloketi. Tu cái gì? Câu này nhìn sao? Tôi nhìn thấy. Dạ bạch sư, tôi nhìn thấy mặt trời mọc. Tôi nhìn thấy mặt trời ở hướng đông. Đông. Ma di sa giang. Ở hướng đông vậy thì mặt trời là gì? Mặt trời là gì ở trong câu? Dạ mặt trời là túc từ. Từ thì nằm ở đâu? Nếu vậy thì dạ Puriyang thì nằm ở trước Olokemi. Từ không phải. Đúng rồi, Suriyang nằm kết tôi cái tí. Mà ta dân thuộc dân luôn kỳ mí. Trong câu này thì á hăng nó là chủ từ, kỳ mí nó là động từ, Suriyang nó là chủ từ. Còn vô rắc khi mà đi xa giác là phần mở rộng như thôi. Phần mở rộng của động từ.
răng của đồng từ Olokiti. Tôi nhìn thấy thiện nam tín nữ mình tín nữ ở trong chùa. Thiện nam tín nữ ở đây chia cách gì? Quên, con xin lỗi. Upasika. Upasake. Nó rất nhiều. Nó được rồi. Làm được. Túc tử số nhiều mà sao? Để sự chuyện nó đâu phải A được, A được không? Không A mà. Tính A mà sao? A vô. Điều cách, đối cách giống nhau hả? Dạ. Tại ai vô đi ha, cho nó rõ. Các thiện nam và các tín nữ ở trong chùa à, rồi được rồi, cũng luôn kìm biết. Giờ còn động từ gì nữa nãy giờ? Rồ tí. Và động từ cái rồ tí. Gạch tí. Còn hai động từ này chưa ai làm. Làm hai tập viết thì mới giỏi được học mà nó việc khó tập giỏi. Biết mỗi người cũng câu hai động từ cá rô tí để ốc gác cho tí. Cá rô tí này có thể dịch nó hai nghĩa, một là dịch là làm, hoặc là nếu mà nhà thì người ta gọi là xây nhà. Không dạ trong nhất trái. Dạ trong cái chat không có viết câu sư, mà con không có viết bấm lên được sư. Sư sợ là nhầm. Đó, mở cái laptop cho chị Hoa. Xô ba băng đó sư, ba băng, dạ. Ba băng. Anh ấy không làm được thế. Rồi, còn động từ úc gáy cho tí. Hay là động từ úc gáy cho tí đi. Cái chân tí thì dịch là mọc lên mặt trời mọc, hoặc là cây cũng được.
Không biết thì chúng ta phải nói cho em nói làm sao chưa biết. Dạ. Sư đi vô con dí trong lúc chặt. Ủa, mình chờ chưa? Dạ. Cái người bán tao phát hiện ở trong cái nhà mình. Có các kỳ kỳ hà dí. Không phải, rõ con dí hả Sơn? Sư đi vô. Người thợ mộc làm nhà, người thợ mộc làm nhà hoặc là xây nhà. Mộc làm nhà, Caron chỉ những người thợ mộc ha. Để bắt các kỳ này, cái câu này như vậy thì nó chỉ được động từ thôi nhưng mà nó không có nhân xưng đại danh từ. Thay cho nó có nhân xưng đại danh từ. Ví dụ như có Giang. Cái câu này chỉ cần 3 từ thôi là chúng ta có thể làm được rồi. Dạ, cái câu của con là mọc, mặt trời mọc, hướng đông hả Sinh? Suriyo Purathima Nisaya Purachati trong nhí chán sư con mới mà. Con mới lên. Viết như vậy, cái giáo trình này là chúng ta khắc tử mình học xong mình phải ứng dụng được liền, nên phải chịu khó, khó xem bài trước rồi tập viết một vài câu như thế để làm quen. Tại khi mình viết được như vậy thì mình mới nhớ được từ, rồi làm bài tập mình cũng dễ hơn trong viết cái thứ tự sách, thứ tự câu. Tại khi mình viết được những câu poly như vậy thì đến khi mà cho câu tiếng Việt mình cũng biết cách để mình sắp xếp câu. Nếu mình sư cho con hỏi nhé, cái từ ghê ha ní cái nói là nhà hả sư? Ủa không nhớ mỗi lần đâu có chữ h đâu sư, không có chữ h, chữ ghê ha, ghê há không có chữ h sư. Dạ. Chữ này thì nó có hai tính, có thể năm tính và trung tính. Được khi mình thấy mình thật sự ghê hôn. Rồi ha, vậy là chúng ta xong phần này. Bây giờ mình qua phần đọc đoạn văn ha. Đọc phần văn để mình trả lời cho câu hỏi số mấy nè. Hãy đọc đoạn văn để trả lời câu hỏi số mấy. Hãy như là số 1, số 2. Còn mình sẽ coi lại là đọc đoạn văn. Đồng quan thứ nhất là hiện tại thì có thì hiện tại, thứ hai là thì cũng xin đại danh tự tác.
đây là đọc văn của bài số bài số 5. Bapa mangalang upaloja amajoja bài số 5 hả? À, bài số 6 như vậy là bài số 5 hả? Amajoja sabbe jacana bapa mangalang ara kitung sannipatanti raja kumaro ekakowa jampu rukha มูลัสสะกายะยะเหตุหาวิปัจจติสุริโยโพรัสสิมายะอิสายะอุจจาอุกัจจติตัดดาสุริยาตัปโปสัปปากาสังสัปปะเปติโรอิโตจิโตจะโอโลเกนโตกัญจิติวา อานาปาเนปริกขะเหตวาปัทธมัจฉานังปาอุนิธาตุโยปฏินิปฏิตวาเสนาเสสานังรุกขานังชายาอติวัตติปนะจัมปุรุกขะชายาปริมันตะลาอุตวาตะเทวะ อัคคาสีติติสวารัญญูอโรเจสุราจักกิตาราอากันตวาตังปฏิหาริยังสักขิงกะตวาอุติยังตัสสะตังวันดิเอตระหิโสสัพพะหิอายุปะมาเนหิปะริปุณโณอโหสิอย่างเงี้ยหลายหลังเลยครับปะปะมังกำลัง ปูปาโลจะอมัจโจยอมัจจาจะสัพเพจนาปะปะมังคะลังอารัพพิตุงตันนิปัตตันติราชกุมารโอเอกโกวะจัมปุรุคขะมูลัสสะกายายะเหตุหานิปัจจติสุริโยปุรัตติมายะอิสายะอุจจาอุกัจฉติตะดาสุริ ยาตะโปสัปปากาสังตะปาเปติโรอิโตจิโตจะโอโลเกนโตกัญจิอนิสวาสหสาหุทายะพลังกังอาปุจิตวาอานาปาเนปริกะเหตวาปะตะมัจฉานังปาปุนิธาติโยปฏินิวัตติวา เตสานังทุกขานังชายาอติวัตติปนะจัมปุรุคขะสะชายาปริมณฑลาภุตวาตัตเทวะอัตถาสิติติสวารัญโญอโรเจสุราจะพิตาราคอนตวาตังปาดิหาริยังสักขิงกะตวาทุติยังตัสสะตังวันดิเอตระหิโสสัตตะหิ Các tấn giơ tay lên mình đọc đọc bài trước đi, rồi chúng ta sẽ tìm cái từ đặt dưới sau ha. Anh Khánh mời lớp đọc bài xin. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Bát bá măng gá lăng phú bà lô phú bà lô chá á mát chá chá sá bê chá chá nà quát bá măng gá lăng à ra phí tùng sang ní bá tàn tí ra chá cú mà rô ê ká cô quá dàm bú rú khá mù lá xá cha ya ya hetha nipa nipa chati suriyo urati maya disaya ucha ugachati suriya tapo sabas
ca sang ta ba bê tí so ito chito cha olo kento kanji adis soa sahasa utaya palangkang fujitoa ana pane pariga hetoa patamat janang papuni hati yo ya. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Con xin đọc ạ. Tha tí vô bá tí ní quá tí tòa xê xà năng rút khà năng chà già á tí quá tí bá ná chăm bố rút khá xá chà già bá rí măng đá là hút tòa tát tha quê tát tha quá tát thê quá á tha si tí đi xòa ranh nhô a rô chê sung ra chá bí tà á găng tòa á găng tòa tăng bà tí hà rí dăng sắc khinh cá tòa đú tí dăng tá xá tăng quanh đi ê tá ra hí sô sá tá hí a dú bá mà nề hí bá rí buồn nhô á hồ xí. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư, con xin đọc. Vắc bá mang gá lăng phu ba lô chá á mắt chà chá sắp bề chá chá na vắc bá mang gá lăng a đắp phí tu sang ní bá tâm tí ra chá cú mà rô ê cá cô quá chăm bú rút khá mù lá xá cha ya ya hetha ni bách cha tí suriyo burati maya nisaya ucha ugat cha tí suriya tapo sapa kalasang tapa beti so ito kito cha olokanto kanji adiso sahasa uthaya palangkang afuchitoa anapane pari yahetoa bathamekchanang papuni. Thưa sư, xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ, thưa sư, con xin phép được đọc bài. Tha ti yo pa ti ni wa ti to se sa nang rak kha nang cha ya cha ya ati wa ti pa na cham pu ru kha sa cha ya pa ri man da la hu thu to ta te wa an tha si ti dis wa Ranyo Aro Che Sum. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Dạ. Dạ còn đoạn sau. Dạ. Con. Dạ thưa con, xin lỗi. Dạ. Ra chấp pita an gan a gan to tâm Phati ha ri yang sakim kap to tu ti yang sasat tam wan ti e ta ra hi so satta hi a yut pan ma ne hi pari puno a ho si. Dạ thưa con, xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Vapa mangalang upalo cha amak cha cha supe cha
Yana Wapa Mangalang Arafitum Sangni Patanti Raja Umaro Ekakowa Yamburuka Mulasa Jayaya Hetha Nipachati Suryo Purati Maya Disatya Ucha Ugachati Suriya Tapo Sapa Kasang Tapa Peti Soito Chito Cha Olo Kento Kanchi Adisto Adiswa Sahasa Ukaya Palangkang Apuchitwa Anapane Parigga Hetwa Patatma Jiha Nang Papuni. Dạ, bạch sư con xin hết. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Đồng Sơn đọc quá bá mang gá lăng phu ba lô chá á mát chá chá sá bê chá chá nà quá bá mang gá lăng à ra phí tùng sá ní bá tàn tí ra chá cú mà rô ê ká cô quá chà mù rú khá mù lá xá chà yà quá hết thà ní bá chá tí chú rì dô bú rá thí mà giá đi xà giá Úc trà Úc gác trá tí Tá đà Suriya tá bồ sá bà ca sang Tá bà bề tí Sô ý tô chí tô Cả trá ô lô kèm tô Cành trí Á đi xòa sá há xà Úc thà giá Bà lăng càng Á phú chí tòa Á nà bà nề Bà rí gá hề tòa Bà thà mái trà nàng Bà bú ní Thật Còn ai đọc nữa không? Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, sư sư con xin đọc ạ. Thà tí dô, bà tí ní vắt tí tòa Sê san sê sa năng chúc khả năng cha ra a ti quát ti ta ná chăm tú lúc khách xá cha ra ta đi màu đa nà tú tòa tắt thê quá ép tha si tí đi xa dành nhiều a rô chê sùng ra trá tí ta a răng tòa tăng Bà tí hà rít rằng tắc hình các tòa bú tí rằng tắc xác toàn quan lý Ê ta ra hí sô phát ta hí a du ba ma lê hí Bà rí phun nô á hô xí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, hết rồi phải không? Hết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm câu sử dụng ở thì hiện tại trước đi, để xem cái câu nào được sử dụng ở thì hiện tại. Dạ thưa, con nhìn thấy chữ Úc Úc gót cha tí á sư. Với lại so ít tô chí tô. Rồi, cái chữ tí là ví dụ nó thì hiện tại. Tá pa bê tí nữa sư. Gì? Rồi trong đây có tá chá tí. Dạ. Tá chá tí, Úc chá chí.
Uggacchati. Sang ní ba tăng tí. Sang ní ba tăng tí. Sang ní ba tăng tí. Tăng quan đi. Tăng tí. Đi. Đi. Ya, ni bacati. Còn nữa không? Dạ hết rồi thưa sư. Em có 4 câu ha, 4 câu tiêu. Dạ. Mình tìm nhân xưng đại danh từ tác. Sô chữ tăng. Sô. Sô với ta sức tăng. Tăng quan lý sư. Dạ sô với sức tăng sư. Tá tăng. Sô tăng. Sô. So ito chito. Rồi sao rồi. Rồi cái gì đó nó. Tất sáng. Ở dưới. Ah rằng ta tăng bài pati patithai rằng tăng chỗ ta. Duti yang ta sa tăng. Sa dạ hiểu ta sa. Ta sa tăng. Ta sa tăng. Sa ra hi son. Dạ thưa sư hết rồi. Rồi nó là phần câu số 1 với câu số 2 nãy phần bài học. Xong phần bài học. Giờ tới phần phần bài tập, nghiệm tới bài tập ha. Giờ mình đọc năm câu bài tập trước rồi sau đó chúng ta sẽ sửa bài tập. Bài tập căn bản trước nha. Rồi đây là 5 câu bài tập căn bản ta đọc. Câu 1. Chitattho tamma raja kumaro jampurukhe vipacchati. Chitattho danno nama kupalo tassa raja kutang vandi. Tithatha raja kumaro jambu rukhe rukha mule vathamachanang papunati vappa mangala ivatamhi kupalo cha amaja cha mahajana cha kunti raja nangara smin amaja wa mahajana wa kathanti. À, mày lắp giữa tay lên để mình đọc, để mình nhớ được một ít từ vựng đi ha. Với câu chú câu, trong khi mình đọc như vậy đó là thời gian để mình kiểm tra lại từ vựng là một. Thứ hai đó là mình xem coi cái cách viết câu người ta viết như thế nào. Ví dụ là mình đọc vậy mình để ý coi cái nào là chủ từ, cái nào là thúc từ. Rồi những từ ngoài chủ từ, thúc từ nó nằm ở vị trí nào ha. Trong khi mình đọc mình để ý như vậy, chứ để mình dịch dịch không rồi mình chỉ nhớ từ vựng mình dịch cho mình không để vị trí câu, thì đến khi mình dịch các câu làm các câu tiếng Việt các nào cũng được. Rồi mời lớp tập bài đi. Thánh mời lớp tập bài. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Là anh mở bài. Thưa sư con xin đọc ạ. Câu số 1. Chitattho nama raja kumaro jambu rukhe nibacchati. Câu số 2.
Sutodano Nama Phubalo Tassa Rajaputtang Wandati. Câu số 3. Siddhartha Rajakumaro Jamburut Khamule Pathamekjanang Papunati. Câu số 4. Vappa Mangala Diva Samhi Phubalo Cha Akmakcha Cha Maha Chana Cha Honti. Câu số 5. Rajanagarasmin. Rajanagarasmin. Cô Bảo tắt mic, cô Bảo ơi. Câu số 5 con xin đọc lại. Rajanagarasmin Amakcha wa Mahachana wa Kasanti. Thưa sư xin hết. Xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc dịch Pali sang tiếng Việt. Câu số 1. Siddhartha Nama Rajakumaro Cham Burukhe Nipachati. Câu số 2. Suddhodano Nama Phupalo Tassa Rajabhuttang Wandati. Câu số 3. Siddhartha Rajakumaro Jamburukha Mule Pathamacchanang Papunati. Câu số 4. Wappamangala Diwasamhi Phupalocha Amacchacha Mahachana Chahoti. Câu số 5. Rajanagarasmin Amacchawa Mahachanawa Cá Săn Tí. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Siddhartha Nama Rajakumaro Jambudukhe Nipachati. Câu số 2. Suddhodano Nama Phubalo Tassa Rajabhuttang Vandati. Câu số 3. Siddhartha Rajakumaro Jambudukha Mune Pathamacchanang Papunati. Câu số 4. Vappa Mangala Diva Samhi Phubalo Cha Amakcha Cha Mahachana Cha Honti. Câu số 5. Raja Nagarasmi Amakcha Wa Mahachana Wa Cá Săn Tí. Đạo thư sư tôi xin hết ạ. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Câu số 1. Siddhartha Nama Rajakumaro Jamburukhe Dipachati. Câu số 2. Suddhodano Nama Phupalo Tassa Rajabhuttang Wandati. Câu số 3. Siddhartha Rajakumaro Jamburukha Mule Pathamacchanang Papunati. Câu số 4. Vappa Mangala Diva Samhi Phupalo Cha Amacchacha Mahachana Cha Hoti. Câu số 5. Rajana Garasmin Amacha Wa Machachana Wa Kasanti. Dạ sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, tôi xin đọc ạ. Câu thứ nhất. Siddhartha Nama Rajakumaro Jamburukhe Nipachati. Câu số 2.
Sutho Dano Nama Pupalo Tassa Raja Putang Wandati. Câu số 3. Siddhartha Raja Kumaro Jamburukha Jamburukha Mule Pratha Ma Chaha Ba Ma Chaha Nang Ba Putti. Câu số 4. Wappa Mangala Diwa Sanghi Upalo Cha Amakcha Cha Maha Chana Cha Honti. Dạ. Maha Chana Cha Honti. Câu số 5. Raja Nagarasmin Amakcha Wa Maha Chana Wa Kassanti. Dạ bà sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin phép được đọc. Siddhato nama rajaku maro jambukke nipajati sutto dano nama pupalo tassa raja putang wandati siddhattha raja kumaro jamburukha mule patta matjanang papunati papa mangala diwasamhi pupalo ca amatja ca maha ca na Cha hồn tí Ra cha na ga ga cha na ga rasmin a mat cha wa mat ha cha na wa khasan tí. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Sơ con đạo dịch Bali sang tiếng Việt. Một. Siddhartho nama raja kumaro jamburukhe dipajati. 2. Suddhodano nama phupalo tassa raja putang wandati. 3. Siddhartha raja kumaro jamburukha mule patthamacchanang papunati. 4. Vappamangala diwasamihi phupalo cha amacchacha mahachana cha honti. 5. Raja Nagarasmi Amecha Wa Mahajana Wa Kasanti. Để thưa sư xin hết. Có Phật tử là muốn đọc nữa mà. Này anh Thanh cho bài lên cho lớp. Bạch sư con xin sửa không một. Thái tử Sĩ Đạt Ta nằm dưới cội cây trăm. Sửa câu 2 đi. Sư con xin sửa câu 2 đi. Cho phần đề sửa trước đi. Con sửa câu 2 nha sư. Dạ thưa sư con xin sửa câu 2. Con xin dịch câu 2 dạ. Sutho Dano Nama Pupalo Tassa Rajaputta
tăng quanh đa tí. Dạ thưa sư, con dịch là Đức Vua Tịnh Phạ đảnh lễ Hoàng Nam của ngài. Dạ thưa sư, con dịch xong ạ. Đức Vua Tịnh Phạ đảnh lễ Hoàng Nam của ngài. Dạ thưa sư, được không ạ? Anh nên nói chuyện không? Rồi con qua đi. Con sửa câu ba nha sư. À. Tathatha Rajakumaro Jamburuk Khamule Pathamekchanang Papunati là Thái tử Siddhartha đạt được sơ thiền dưới cội cây trăm. Thưa sư xin hết ạ. Chúng ta thì bất cứ nó mới đúng thì mình nói cái sửa lại câu này. Dạ, thưa chị sư. Nên chúng ta để từ lại này con thì bất cứ mình chưa học nên cứ để tạm đợi định. Và ai nên dịch câu 4. Ai dịch câu 4 không? Dạ bà sư, con dịch câu 4 à. Rồi. Có Đức Vua và các có Đức Vua, các quan đại thần và đại chúng vào ngày lễ hạ điền. Tự hai ai dịch câu năm. Đại thần và đại chúng cài trong hoàng thành đang trong hoàng thành các đại thần. Dạ bà sư, con xin dịch câu năm ạ. Trong hoàn thành các quan đại thần hay là đại chúng đang cày. Hoặc dạ, trong hoàn thành, trong hoàn thành các quan đại thần. Chỉ trong hoàn thành trước. À, chúng ta xem lại ha. Bắt đầu câu 1 là đi để chúng ta cần chỉnh sửa gì. Thì câu 1 mình có là Siddhartha Namara Chakumaro Jambhurukhe Vipachati. Ở đây mình thấy cái câu này mình có hai cách viết, hoặc là mình ghép cái chữ Siddhartha với cái chữ Rajakumara thành một, mình không cần phải chữ Nam Má.
ví dụ như là Siddhartha Raja Kumaro thôi cũng được, nâng họ. Còn này thì tao viết dài nó ra một tiếng, đặt tay tại thêm cái chữ Nam Á, thêm bất biến từ Nam Á thôi cho nó không có gì. Dịch thì vẫn giống nhau, tức là thái tử Siddhartha. Rồi Nipachati ở đây là động từ. Trong Puruke ở đây thì nó được sử dụng ở dạng định sở cách ha, mặc dù nó dạng kê nhưng mà nó không phải xuống nhiên, mà nó dạng định sở cách, giống như là tặng từ chỉ thời gian à, nằm dưới dưới cây tâm. Thái tử thì đặt ta nằm dưới, ở đây mình dịch là dưới cây tâm thôi ha. Còn cái chữ cội nữa thì mình phải xài thêm cái chữ nữa là chữ mu lá. Rồi con số 2, số thô đó là hô nam á phu pa lô. Chữ này nó cũng gần tương tự giống cái chữ trên, nhưng mà cái chữ tu thô ra nát này nếu mà ta xài ghép thường ta xài với chữ ra chát hơn, ít ta xài ghép với chữ phu qua lá, nên ở đây người ta xài chữ phu qua lá thì để nó hợp với cái bài học thôi. Nhưng mà dịch thì vẫn dịch nó là đức vua tình hoàng hoặc là đức vua tu thô ra nát đảnh lễ hoàng năm của ngài. Chữ tán phá ở đây tìm dịch là gì? Là dịch của ngài hả? Lễ phần nam của ngài à, cũng được đi. Rồi câu số 3, mà Siddhartha Raja Maro Jung Phu Khamule Pathamachanan Pahunati. Thái tử Siddhartha đạt được sơ thiền với cội thiền trăm. Câu số 4, câu số 4 Papa Mangala Divasamhi Phu Hoa Luân Chá Má cha cha má à, chân là cha hôn tí. Có đức vua, các quan đại thần hoặc phần chúng vào ngày lễ hạ điền. Có đức vua, các quan đại thần hoặc phần chúng vào ngày lễ hạ điền. Cái dạng dịch có này thì cũng được, hoặc là người ta dịch là vào ngày lễ hạ điền có đức vua, các quan đại thần và quần chúng niệm dịch tâm. Câu số 5 thì Raja Nagarasmin Amaycha Cha Mahajana Amaycha Hoa à, chính là qua các sâm tí trong hoàng thành, các quan đại thần và quần chúng đang cài. Quá, cho con xin mang cho hai cái bút chì. Không nha, cất lên cho ngoại. Các quan đại thần và quần chúng đang cài trong hoàng thành. Nó có hai cách dịch như vậy. À. Rồi câu số 5 viện tạm vậy. À, bây giờ mình sửa phần tiếng Việt. Tiếng Việt sang bên ly. Thì bằng chúng đại chúng gì cũng được. Rồi bây giờ sửa bên ly sang tiếng Việt. Ai sẽ được câu nào lên tiếng sửa câu đó, rồi có thể viết lại trong câu chat. Bạch sư cho con sửa câu số 2. À, con qua dịch câu số 2. Thái tử Sĩ Đạt Ta đang ngồi. Siddhartha Raja Kumaro Wandati.
Siddhartha Raja Kumaro. Wandati Nisidati. 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 Cô bảo. Thiết chứ sư. Miss thì ra tí. Người nào làm thì để người đó làm một người thôi ha. Cho mình nhắc như vậy họ không có hiểu, để một phát tư sửa thì cái ai phần nào sai đi tư sửa. Còn mình làm con nào đó thì mình tự làm. Con sẽ sửa câu 1 nữa sư. À. Có ai đánh lên rồi thôi. Thôi con xin sửa câu 3. Ừ. Câu nào có rồi thôi mình sửa câu 3. Dạ, con xin sửa câu 3 đi. Nhà vua đảnh lễ hoàng nam của ngài Phu Ba Lô Tát Xá Ra Chá Bút Tăng Quan Đá Tý. Phu Ba Lô ba có dấu quyền. Phu Ba Lô Tát Xá Ra Chá Bút Tăng Quan Đá Tý Bút Tăng. Câu thứ ba hết rồi. Cho coi lại cái câu từ đầu các khán. Cái chỗ đó là ni quá tát tí. Ni quá tát tí. Đúng rồi. Ờ, cảm ơn các khán. Dạ, con xin sửa câu số 4. Cha ra cha của mà rằng biết cha nam tí. Dạ con chát trên con chát rồi đó. Am cha ra cha tăng quý tràn tí. Ô số 5. Quan đại thần và đại chúng. Quý
Câu số 5 hôm nay chữa hả? Dạ con sửa câu số 5 ạ. Sutto dana rajasa rajaputto nipacati. Rồi xong rồi đưa lên trên thì còn câu 1. Câu 1 thì Đức Vua Tình Phạn quay lại. Thì có là ở đây có Đức Vua Tình Phạn là 1, quay lại là 2. Có hai số thôi, tức là chỉ có một cái chủ từ và một cái động từ thôi. Thì ở đây người ta viết là Sotho Dano Nama Phu Qua Lô, nguyên cái câu này là 1. Nipatati là động từ, hai. Thay thử để là ta đang ngồi. Ở đây nhìn thì cũng chỉ có hai từ, thay thử sẽ là ta với lại đang ngồi. Thì có là Siddhartha Rajakumaro Nisidati, nhà vua đảnh lễ hoàng nam của ngài. Ở đây mình có nhà vua là 1, đảnh lễ là 2, hoàng nam là 3, của ngài là 4. Vậy ở đây mình có 4 từ. 4 từ thì giờ mình sẽ xác định cái nào là chủ từ, cái nào là động từ. Thì mình sẽ có chủ từ là nhà vua. Như vậy mình cho nhà vua là số 1. Đảnh lễ nó là động từ, cho nên cho nó là số 4. Có 4 từ thì đảnh lễ nó là số 4. Trước động từ thì nó là túc từ, đảnh lễ ai, đảnh lễ hoàng nam, nên chữ hoàng nam là số 3. Hoàng nam của ai đó thì cái chữ đó nó được viết trước, cho nên chữ của ở đây nó là số 2. Thì mình xem người ta có viết đúng giống vậy hay không. Thế đây mình có Phu Ba Lô là số 1 nè. Đây là đảnh lễ là số 4 nè. Rồi Ra Chó Phú Tăng là số 3 nè, là túc từ số 3 nè. Rồi của ai đó là cách thứ 6 là số 2. Đã đúng giống ở trên hàng 4 từ. Các quan đại thần biết rõ thái tử. Thì ở đây có các quan đại thần là 1, biết rõ là 2, thái tử là 3. Và bây giờ mình thấy là các quan đại thần là chủ từ, nên là số 1. Biết rõ là động từ, thì ở đây mình có 3 từ, cho nên động từ số 3. Trước động từ là túc từ, cho nên thái tử ở đây là số 2. Thì mình có là Amaccha Rajakumarang Vicha Nam Tí. Rồi hoàng nam của vua Tình Phạn đang nằm. Ở đây hoàng nam là 1 nè, của vua Tình Phạn là 2 nè, đang nằm là 3 nè, có 3 phần. Bây giờ mình xác định coi cái nào là chủ từ. Bây giờ hoàng nam là chủ từ, nhưng mà ở đây hoàng nam của ai thì cái chữ đó nó lại được viết trước. Cái chữ của này nó phải được viết trước, cho nên của vua Tình Phạn ở đây làm cho nó là số 1. Rồi hoàng nam là số 2, sau đó là động từ là số 3. Để ý chữ của này nó phải viết trước ha, của ai đó thì phải viết trước. Xem coi câu Bali người ta không viết như vậy không. Thì ở đây mình thấy là Sutthodana Rajasa là của nè,
ra chấp bút tô đi phát chất tí à. Rồi đó là 5 câu bà ly. Bởi vì bây giờ hôm nay mình học bao nhiêu đây đi rồi à. Xong mình học tí ha. Rồi coi lại đi. Anh em hôm nay thì mình sẽ đúng hết. Mình sẽ hơi chậm. Với lại à, tức là người nào sửa hầu như chỉ người đó sửa thôi, lớp tham gia chưa có đều lắm nên tập tham gia sửa ít nhiều gì đó, sửa đúng sai gì đó, cái đúng sai nó không có quan trọng, tập làm để mình làm quen à, khi mình sai một vài lần thì mình sẽ hiểu, còn nếu mà mình không tham gia mà vô lớp mà mình không có tham gia thì mình sẽ không biết làm mình có hiểu bài không. Tập sửa nó, và nó quan trọng là những bài đầu nó còn dễ dễ ngắn ngắn như thế này thì ta dễ sửa. Còn là nếu mà đến học nhiều mà mình không biết gì, không thêm kịp thì nó lại rất khó à. Rồi à, đến khi mà mình cầm đến bản kinh Bali nữa thì thôi nó khó nhiều hơn nhiều. Muốn phân tích kinh điển gì đó thì mình phải nắm được từ những cái cơ bản như thế này thì người ta mới có thể chia sẻ với mình được cao hơn. Còn nếu những cái cơ bản như vậy mình không nắm được thì rất khó. Rồi bây giờ mình nghỉ ở đây ha, mời cô Quỳ Trung cầm mic. À, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học và giải bài tập Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Yeah. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thay mặt các học viên trong hóa lớp xin đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Akasatha cha phẩm ma tha de wa na ga ma hi ti ka bun nhân lo anu mô đa an tu chi đăng ga than tu sa sa năng. Akasatha cha phẩm ma tha de wa na ga ma hi ti ka bun nhân lo anu mô đa an tu chi đăng ga than tu no ga ro. Akasatha cha phẩm ma tha de wa na ga ma hi ti ka bồn nhang lo anu mô đa an tu chi đăng ra can tu nhà ta yo. Akasatha cha phẩm ma tha de wa na ga ma hi ti ka bồn nhang lo anu mô đa an tu chi đăng ra can tu ba ni no. Akasatha cha phẩm ma tha de wa na ga ma hi ti ka bồn nhang lo anu mô đa an tu chi đăng ra can tu no sa da. Y đăng vát tân ô bôn nhăn a sa wa kha ya wa hăng hôn tu a na ga tê ka lê. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc ạ. Kính mời quý vị trở lại lớp Bali 1 vào các ngày thứ 3 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ, con kính chúc, chúng con chính kính chúc sư ngủ ngon ạ. Kính chúc sư ngủ ngon. Sơ cho con hỏi, vậy cái từ cuối cùng hồi nãy, cái từ Parigan ha tí lại là hay là cái từ hồi nãy mà cảm thấy lúc đặt câu cái gì, từ nào đúng á, sư viết lại một con để cho mình cho đúng. Mẹ con thêm chữ gà. Parigan Hà Tí hả? Hả sư? Tại vì trong đoạn văn thì nó không có chữ N đó. Cái gì? Trong đoạn văn nó là nó giống hay là nó khác? Đoạn văn nó không có chữ N đó sư. Trong đoạn văn là Parigan Hà Tí hả? Có hai chữ G á. Trong đoạn văn có hai chữ G. Trong động văn là nó ghép với ngữ can, còn động từ cơ bản khác, động từ cơ bản có chữ N.
hay và tập nghĩ ha. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ dạ con kính tri ân.